Xin được chân thành cảm ơn quý khán giả và bà con đón xem bản tin 365 ngày chuyển động. Rất vui khi được liên tục đưa thông tin đến quý bà con và chúng tôi cũng mong nhận được những chia sẻ phản hồi để chương trình ngày càng hiệu quả và thiết thực hơn. Sau đây là những thông tin đáng chú ý có trong bản tin ngày hôm nay. Giá tăng cao, bà con trồng củ sắn năm nay cầm chắc trong tay khoản tiền lớn giúp ăn Tết sum vầy. Mở rộng thị trường chăn nuôi giúp nhiều người đổi đời, như việc nuôi thành công giống gà mặt quỷ độc nhất miền Tây. Thú vị, độc đáo cách trồng lan thời 4.0 mà nhiều người cần học hỏi. Làm sao để địa lan nở đúng ý muốn? Những chia sẻ thực tế của ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng giúp ích rất nhiều cho bà con. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý khán giả và bà con, một vụ mùa thu hoạch nông sản cho lời 100 triệu đồng một hecta. Không biết là quý bà con và Quỳnh Loan cảm thấy sao về con số này? Phải nói đó là một con số khủng mà tôi được biết đó anh Tuấn Anh. Dần nói đâu xa, thời điểm này thì bà con nông dân trồng củ sắn trên địa bàn huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp rất là phấn khởi vui Tết sớm khi vụ này cả mùa và giá đều thuận lợi. Thương lái tranh nhau ra tận ruộng thu mua. Vụ đông xuân này, ông Nguyễn Văn Việt, ngụ xã Thường Phước 2 trồng 15 công sắn. Tận dụng đất gò cao, ông tranh thủ xuống giống sớm nên thu hoạch sắn trước Tết với giá bán khá cao. Với 15 công trồng sắn, năng suất bình quân đạt 9 tấn một công, cùng với giá bán 4.000 đồng một ký như hiện nay, ông Việt lời hơn 150 triệu đồng ngay trước thềm Tết Nguyên Đán sắp tới. Sau nhiều năm thua lỗ nặng vì giá sắn chỉ dao động ở mức 500 đồng đến 2.000 đồng một ký, năm nay người trồng sắn đã vui trở lại khi trúng mùa được giá, giúp cho nông dân đón Tết trong niềm vui trọn vẹn. Thưa quý khán giả và bà con, mùa vụ này, người làm nông thì ai cũng háo hức như mong chờ sổ số, đặc biệt là những nhà vườn tạo hình cây kiểng để phục vụ cho dịp Tết. Như là những cây kiểng hạnh này đúng không, Quỳnh Loan? Nghe thông tin sau đây thì tôi nghĩ là ai cũng mừng lây cho những người đang tạo hình chúng. Ở miền Tây, thời điểm này, người dân trồng kiểng hạnh, còn gọi kiểng tác vào chậu phục vụ Tết vô cùng phấn khởi vì giá cao từ 130.000 đến 150.000 đồng một cặp, tăng hơn 35.000 đến 40.000 đồng một cặp so với năm ngoái. Theo nhiều nông dân cho biết, trồng trong chậu cực hơn các loại kiểng khác, phải mất một năm mới xử lý cây cho trái. Năm nay, thời tiết nắng mưa thất thường, xử lý cây cho trái không đạt cao theo ý muốn, sản lượng cây đạt yêu cầu chỉ trên 75%. Đây là kiểng trái được tiêu thụ rất mạnh trong dịp Tết, trồng với số lượng nhiều, lời hàng trăm triệu đồng là chuyện bình thường. Thưa quý khán giả và bà con, Tết đến xuân về, ngoài những loại cây hoa kiểng được trưng cho có hương sắc, thì việc bài trí trưng mâm ngũ quả cũng góp phần tăng sắc xuân. Loại trái mà nhiều người thường nhắc đến khi Tết đến đó chính là dưa hấu. Dưa hấu không chỉ là một loại trái cây ngon mà nó còn là một vật phẩm dâng lên bàn thờ tổ tiên không thể thiếu trong ngày Tết ở Việt Nam. Bên cạnh trái dưa tròn truyền thống thì một lão nông ở tỉnh Hậu Giang đã mạnh dạn biến tấu trái cây này trở nên độc đáo hơn và ý nghĩa hơn. Lão nông này đã rất quen với bà con miền Tây, nhưng mỗi khi Tết về, sản phẩm mà ông tạo ra đều khiến cho mọi người thán phục và tò mò. Ông Võ Trung Thành ở huyện Châu Thành được nhiều người đặt tên là ông vua tạo hình, cho biết nhằm mục đích đa dạng hàng hóa nên trái dưa hấu hình thỏi vàng được ông nắn nót tạo ra. Có rất nhiều giống dưa hiện nay như An Tim, Thành Long, nhưng ông Thành đã chọn giống Kim Hồng để tạo ra hình thỏi vàng. Vì giống này có vỏ đẹp, màu vàng ống, làm cho ngày Tết thêm nổi bật. Ông cho biết sau khi xuống giống khoảng 45 ngày, sẽ tiến hành đặt khuôn để tạo hình thỏi vàng và chữ nổi, rồi treo cố định và che kính ánh nắng trực tiếp. Sau 2 tuần là có thể thu hoạch. Đặc thù trái dưa hấu lớn rất nhanh, chỉ cách một ngày trái đã to thấy rõ. Do đó mà việc tạo hình cũng gặp nhiều rủi ro. Nhà vườn phải canh trái tầm từ 58 đến 60 ngày sẽ bắt đầu cho vào khuôn. Nếu để trễ 1-2 ngày là trái to không làm được nữa. Ngoài ra khi cho vào khuôn còn phải giữ làm sao cho lúc tưới nước không lọt vào trái và trái không ra mồ hôi để có lớp da đẹp và không bị úng. Cách trồng cây dưa hấu của ông Thành cũng khá là đặc biệt. Thông thường khi trồng dưa hấu ai cũng mong trái to thì càng trúng mùa và bán được giá cao. Riêng ông Thành thì trồng theo quy trình ngược và trồng theo kiểu truyền thống, hạn chế tối đa phân thuốc hóa học để trái phát triển một cách tự nhiên, kích cỡ vừa phải. Đối với trái dưa hấu bình thường có thể lên đến 3-4 kg, còn dưa thổi vàng của ông Thành thì nén lại chỉ còn khoảng 1-2 kg. Dự kiến năm nay ông Thành sẽ cho ra thị trường khoảng 550 trái dưa hấu thổi vàng với giá bán khoảng 600.000 đồng một trái.
Chính hình dáng độc lạ, có ý nghĩa nên dù giá có đắt nhưng ruộng dưa đã cháy hàng. Điều này đã một lần nữa khẳng định sự sáng tạo trong làm nông giúp ích rất nhiều cho bà con. Có thể nói, vào mỗi dịp giáp Tết là thời điểm sôi động nhất của các mặt hàng nông sản độc lạ. Bên cạnh các loại trái cây, nhiều nông dân còn sáng tạo nhập về các loại động vật quý hiếm để phục vụ nhu cầu thị hiếu của thị trường. Có phải là anh Tuấn Anh đang muốn đưa quý khán giả của chúng ta đến với vùng đất Tiền Giang gặp gỡ một nông dân sản xuất giỏi cấp toàn quốc, vừa giới thiệu cho người yêu động vật tại địa phương cũng như là các vùng lân cận một loại gà có hình dáng vô cùng độc đáo, thu hút sự chú ý của nhiều người. Đặc biệt để sở hữu nó thì phải mất đến vài ngàn đô mà không phải ai có tiền thì cũng mua được. Và giống gà này là gì mà lại quý đến như vậy? Mời quý khán giả cùng tìm hiểu. Theo đó, trong dịp Tết cổ truyền Kỷ Hợi 2019, anh Trương Văn Phúc, 34 tuổi, ngụ tại xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang cho biết đang thuần dưỡng hơn 300 con gà mặt quỷ. Loại gà này có tên gọi là Ayam Senani, cực kỳ quý hiếm và đắt đỏ. Chúng có nguồn gốc từ đảo Java, Indonesia và được nhiều đại gia trên thế giới săn lùng. Người dân địa phương coi giống gà này như một biểu tượng của sự may mắn. Ở Việt Nam, nó còn có tên gọi khác là gà mặt quỷ hay là gà Lamborghini. Đây là một loại gà đen toàn thân, đen từ xương, thịt, nội tạng, lông, màu, chân và có giá đắt đỏ lại khiến cho nhiều người bất ngờ. Giống gà chỉ có một màu đen tuyền ở Indonesia này là loại quý hiếm nhất trên thế giới và có giá lên tới 2.500 đô la Mỹ. Hiện tại có nhiều khách hàng ở các nơi đến trại của anh Phúc để tìm mua các loại vật nuôi này về để nuôi cảnh với giá từ 4 đến 5 triệu đồng đến trên 10 triệu đồng một cặp để chơi trong dịp Tết năm nay. Thưa quý khán giả, nông nghiệp thời hội nhập không chỉ biết dựa vào điều kiện, nhu cầu trong nước mà còn phải tiến xa hơn nữa. Nắm bắt được điều này và lấy thế mạnh phát triển về trà mà tỉnh Lâm Đồng đang ra sức hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp trồng trà, sản xuất trà để rộng đường ra thị trường quốc tế. Thông tin từ ngành chức năng, Lâm Đồng đã phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Belarus, Ấn Độ hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất trà, cà phê, nước ép trái cây, xúc tiến xuất khẩu tại hai thị trường truyền thống này. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng phối hợp với Hiệp hội Truyền thông Hà Nội kết nối doanh nghiệp Lâm Đồng với các nhà nhập khẩu trà Hàn Quốc, hỗ trợ một số công ty, hợp tác xã trà kết nối với các đối tác Nhật Bản, Úc. Lâm Đồng đang tiếp tục đề nghị Thương vụ Việt Nam tại những nước có truyền thống nhập trà Việt Nam xúc tiến hỗ trợ doanh nghiệp trà Lâm Đồng thâm nhập thị trường bản địa. Nói đến thế mạnh nông nghiệp ở Lâm Đồng thì kể bao giờ mới hết cho được. Hoa, dâu tằm cũng là những sản phẩm được tạo nên từ vùng đất này bởi ít nơi nào có thể phát triển được. Chính vì thế mà nhiều chính sách được quan tâm hơn. Theo đó, cứ 1 hectare dâu tằm trồng mới sẽ được hỗ trợ 4 triệu đồng. Thông tin này vừa được Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Cát Tiên cho biết, nhằm khuyến khích người dân tập trung phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Nhờ sự khuyến khích này, trong năm 2018, người dân trên địa bàn huyện Cát Tiên đã trồng mới 110 hectare dâu tằm, nâng tổng diện tích trồng dâu tằm lên 225 hectare. Trong đó có 164 hectare dâu kinh doanh, năng suất bình quân cây dâu tằm đạt trên 142 tạ một hectare, sản lượng lá hơn 2.084 tấn. Hiện tại, huyện Cát Tiên có 4 hợp tác xã và 3 tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ký quyết định công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất hoa Vạn Thành ở phường 5 thành phố Đà Lạt, có tên gọi chính thức là vùng sản xuất hoa ứng dụng công nghệ cao Vạn Thành, có tổng diện tích hơn 158 hectare, 296 hộ chuyên sản xuất kinh doanh hoa. Vùng trồng nhiều loại hoa nhưng nổi tiếng nhất vẫn là hoa hồng. Hoa hồng trồng ở đây phần nhiều được ghép từ thân hoa hồng dại, có chồi giống mới nhập từ các nước, do đó cây phát triển rất khỏe mà hoa lại đẹp, nhiều màu sắc, từ hồng phấn, hồng nhung cho đến hồng vàng ánh trăng. Những tiến bộ kỹ thuật và Internet đang ngày càng hữu ích, hậu thuẫn cho nhiều nhà nông Việt Nam cách thức khởi nghiệp số. Theo dõi sự phát triển của hoa lan thông qua điện thoại thông minh, chủ vườn lan làm việc xa nhà vẫn có thể quản lý các thông số kỹ thuật từ độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng và việc tưới nước cho các chậu lan thông qua chiếc điện thoại thông minh. Xa hơn nữa thì mỗi chậu lan còn được mang trên mình một mã số để quản lý riêng về nguồn gốc, về lịch sử chăm sóc và cả cách chăm sóc khi lan mắc bệnh. Chúng tôi đang nói đến vườn lan của anh Đào Tường Sơ, ngụ ấp Phú Bình, xã Phú Vĩnh, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang. Mời quý vị cùng tìm hiểu cách làm nông tiến bộ này ngay sau đây.
không ai được biết hết. Chỉ có mình cơ sở dữ liệu là em được biết thôi. Tuy nhiên, tốt nghiệp Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành tự động hóa. Anh Đào Tường Sơ hiện đang điều hành một công ty liên quan đến nền nông nghiệp 4.0 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian rảnh trở về quê, anh Sơ xây dựng vườn lan thông minh trên diện tích 1.200 m² đất vườn. Hệ thống tưới phun sương, hệ thống đèn chiếu sáng, nhiệt độ và camera quan sát được anh trang bị đầy đủ. Anh Sơ tự tay viết phần mềm điều khiển riêng cho vườn lan. Phần mềm được kết nối với điện thoại thông minh, máy tính để đọc hiểu diễn biến hệ sinh thái trong vườn, từ đó đưa ra những báo cáo và lệnh xử lý chuẩn xác. Hiện tại, vườn lan có khoảng 800 chậu lan các loại. Để tiện cho việc theo dõi, nâng cao được chất lượng hoa lan khi xuất bán, anh Sơ cũng đã viết thêm ứng dụng truy xuất nguồn gốc hoa lan. Người dùng chỉ cần nhập mã ID được niêm yết trên mỗi chậu lan và dùng điện thoại thông minh có cài phần mềm để quét mã QR code thì sẽ có thể nhận được tất cả các thông tin về hoa lan như là ngày nhập, độ tuổi, cách chăm sóc, tên gọi cũng như nguồn gốc xuất xứ. Hiện tại, anh Sơ đã và đang kết nối với những người trồng lan ở địa phương để xây dựng vùng sản xuất hoa lan theo hướng công nghệ cao, giúp cho người trồng lan giảm được công chăm sóc, nâng cao giá trị kinh tế. Đây là giải pháp để hoa lan đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ hoa lan ở đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý khán giả, ứng dụng hệ thống cảm biến kết nối Internet là công nghệ cốt lõi trong cuộc cách mạng 4.0 và chỉ cần chiếc điện thoại như thế này thì đã gói gọn quản trị tất cả, không còn tốn nhiều thời gian. Vâng, thưa quý khán giả, cùng với một số loài lan khác thì hoa địa lan đang được người tiêu dùng rất là ưa chuộng. Với những ưu điểm về màu sắc, độ bền của địa lan, hoa địa lan thì có thể nở hoa trong khoảng từ 45 cho đến 60 ngày mới tàn. Hoa có nhiều màu sắc khác nhau, bông to và đẹp, cho nên địa lan được nhiều người tiêu dùng lựa chọn hơn trong những dịp lễ Tết. Từ đó, địa lan đã góp phần làm đa dạng chủng loại hoa trong cơ cấu các loại hoa của Việt Nam. Tuy nhiên, đây là loại hoa không hề dễ trồng, ngay cả vùng đất Lâm Đồng, bà con còn chật vật với việc cho hoa ra đúng vào dịp Tết. Như chúng tôi đã từng thông tin, loài hoa này đã bung sắc hết, gây thất thu cho bà con. Vậy, làm sao để chăm sóc địa lan nở đúng ý thì chúng tôi mời bà con cùng chia sẻ cách chăm sóc. Mỗi năm, hoa địa lan mang đến cho người nông dân khoản thu hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, với điều kiện thời tiết như năm nay, hoa địa lan nở sớm đã khiến bà con nông dân thất thu. Và tình trạng thực tế như thế nào? Mời bà con và các bạn cùng gặp gỡ với ông Đào Văn Toàn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng. Vâng, xin chào ông. Thưa ông, xin ông cho biết về tình hình sản xuất hoa địa lan hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Lạt cũng như là với tình trạng ra hoa sớm như thế này thì chi cục có những ý kiến như thế nào? Thì nguyên nhân là hiện nay chúng tôi thống kê cái nhiệt độ của năm 2018 này thì nó trung bình nó cao hơn năm 2017 đến 1,7 độ và hầu hết các tháng đều cao hơn 17, đặc biệt trong tháng 5 thì nhiệt độ cao hơn năm 2017 đến 1,9 độ. Đấy, cho nên là hiện nay là hoa lan đã ra hoa rất là nhiều. Vâng, với những cái tình hình như vậy thì trong năm 2019 này đối với bà con nông dân thì chi cục có những khuyến cáo như thế nào để giúp bà con nông dân có thể trồng hoa địa lan được tốt hơn và ra hoa đúng dịp hơn ạ? Vâng, thì để mà có cái giải pháp cho bà con trong thời gian tới đối với niên vụ 2019 này thì sau khi bà con thu hoạch xong thì về phía cơ quan quản lý nhà nước cũng như bà con nông dân về cái giải pháp mà trước mắt trong năm 2019 thì chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật cũng sẽ phối hợp với đài khí tượng thủy văn là sẽ thông báo sớm cho bà con cái nhiệt độ trung bình hàng tháng và đến cái giai đoạn chuẩn bị phân hóa mầm hoa thì chúng tôi để sẽ thông báo cũng như là khuyến cáo các biện pháp canh tác để bà con chúng ta điều khiển được cái nó tương đối chính xác cái nhiệt độ. Bên cạnh đó thì sắp tới thì ngành nông nghiệp cũng sẽ là đề xuất với Sở Khoa Công nghệ thực hiện cái đề tài là nghiên cứu cái tổng tích ôn của cái hoa địa lan trong tỉnh, đề xuất để có cái giải pháp mà chúng ta tính toán được tổng tích ôn để mà điều khiển cái nhiệt độ nó ra hoa đúng theo cái thời kỳ bà con muốn. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông Đào Văn Toàn. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 365 ngày chuyển động ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và bà con đã đón theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.